là loài cộng sinh vũ trụ mang khả năng biến hình cực kỳ bá đạo, đồng thời lại kế thừa khả năng tương thích với ma thuật bóng tối. Những symbiote trên hành tinh Clintar có thể coi như là một trong những loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất trong thiên hà. Tuy nhiên, symbiote nói chung và Venom nói riêng thực ra lại có rất nhiều điểm yếu và đa số chứng đều là những đặc điểm được truyền thừa qua bao thế hệ và được bổ sung thêm trong quá trình sinh tồn. Vậy, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomio. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những điểm yếu của chủng tộc symbiote trong video này nhé. Hiện tại, hệ thống kênh YouTube của Diomio đang có chương trình kết hợp với Techspay Việt Nam, thương hiệu chuyên phân phối các sản phẩm gaming gear hàng đầu như tai nghe, bàn phím, chuột từ những hãng nổi tiếng và cả những bộ Hyperbox PC siêu mạnh với giá cả phải chăng. Các fans của Diomio sau khi đăng ký kênh sẽ được hưởng những ưu đãi và quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi mua hàng. Hãy ghé Techspay Việt Nam để tham khảo ngay nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Kể từ bộ truyện Venom năm 2018, với sự tồn tại của các symbiote đã được làm rõ hơn, cụ thể thì chúng vốn là kết quả sau những lần mà tà thần bóng tối Nu thử nghiệm sức mạnh của ông ta sau hàng loạt những kiệt tác trước đó là thanh kiếm All Black The Necro Sword, Mr. E hay Void Knight. Về mặt thời gian, All Black chính là tổ hệ đầu tiên của symbiote, cũng có thể coi là tạo tác đầu tiên, sinh thể sống đầu tiên có nguồn gốc từ quyền năng từ Living Abyss được Nu rút ra thông qua cái bóng của hắn. Với thanh kiếm này, Nu đã chém bay đầu một Celestial khi chủng tộc thực thể này tiến vào vũ trụ đem tới ánh sáng, phá tan giấc ngủ vĩnh hằng của hắn trong bóng tối nguyên thủy. Sau khi bị trục xuất bởi những Celestial còn lại, Nu đã ở trong chiếc đầu của Celestial xấu số kia và biến nó thành một lò rèn, nơi mà hắn hoàn thiện thanh kiếm All Black. Trong thời điểm đó, việc liên tục bị Nu nện bằng búa, nung trong lửa đã khiến All Black cảm thấy đau đớn và nỗi ám ảnh đó cũng được di truyền cho thế hệ sau. Vì lý do này, loài symbiote mới có điểm yếu là ngọn lửa và âm thanh cao tần. Đầu tiên, âm thanh cao tần hoặc âm thanh lớn do kim loại va đập thật sự là một trong những điểm yếu lớn nhất đối với loài Symbiote nói chung và Venom nói riêng bởi nó thật sự gây tổn thương lớn cho chúng, không thể kháng lại được. Trong tập truyện Mighty Avengers số thứ 33, Quicksilver đã di chuyển tốc độ Mach 3 để tạo ra tiếng nổ siêu thanh nhằm đẩy lùi Venom. Eddie cũng từng trang bị một khẩu súng âm thanh để chống lại đàn Symbiote trong tập truyện Venom Super Special, đa số vũ khí chống Venom dù hiện đại tới đâu thì cũng đều được trang bị công nghệ này. Khác với các symbiote trên hành tinh Clintar, việc liên tục bị khai thác vào điểm yếu này đã khiến khả năng chịu đựng của nó dần tốt lên. Nếu nằm bị trúng một đòn của vũ khí phóng âm thanh cao tần đủ mạnh để đục thủng tường bê tông, nó sẽ chỉ bị thương chứ không gục ngã hoàn toàn. Tuy nhiên, do nỗi ám ảnh này bị khắc quá sâu nên một khi chúng phải thì cơ thể Venom sẽ có phản ứng hỗn loạn ngay lập tức. Trong tập truyện Spider-Girl năm 1998 số thứ 5, lấy bối cảnh tại vũ trụ khác, Venom đã sợ hãi đến mức phải dẹp toàn bộ mưu đồ đối với Peter Parker, chạy thục mạng chỉ vì nghe phải Lunatic Laugh, điệu cười đặc biệt phát ra sóng siêu âm của Phil Uric tức Green Goblin. Trong vũ trụ chính, khi đụng độ với vũ khí chống Sibiot, trang bị công nghệ âm thanh cao tần của The Maker, Eddie và Venom cũng buộc phải dùng Codex của Flash Thompson nhằm có được kỹ năng của anh, giúp cả hai toàn mạng chạy khỏi đó. Nhìn chung nếu ở cấp độ thấp hơn thì sẽ không phải là vấn đề gì lớn, Venom nằm dù rất đau nhưng vẫn sẽ kịp thời đứng lên phản công ngay lập tức. Căn cứ theo mức độ này, một đòn tấn công âm thanh của cá nhân mạnh cỡ Black Bolt, vua của tộc Inhuman, có thể xóa sổ luôn sự sống của Venom. Trong tập truyện Wolverine năm 2003 số thứ 71, để bảo vệ Wolverine và Hawkeye Clint Barton, Black Bolt của thực tại Omen Lugan đã hủy diệt Venom khi nó đang liên kết với một con khủng long bạo chúa chỉ bằng một câu nói duy nhất, dừng lại. Trong khi đó, nỗi sợ về lửa và nhiệt độ cao của chúng tộc Symbiote thì dường như là vấn đề tâm lý nhiều hơn, là nỗi sợ vô hình được khắc ghi vào tâm trí của chúng từ khi mới sinh ra. Nhưng nếu là vấn đề tâm lý thì rõ ràng là có thể khắc phục được. Trải qua nhiều trận chiến, Venom đã chui rèn khả năng chống chịu của nó qua quá nhiều lần và hoàn toàn có thể chịu đựng được nếu ngọn lửa đó không quá khủng khiếp. Vì lý do này mà trong giai đoạn đầu, Venom đã không thể chạy khỏi trụ sở Fantastic Four khi bị Human Torch vây hãm bằng lửa, nhưng đến tập truyện The Amazing Spider-Man năm 1963, số thứ 362, Venom lại hạ gục được cả Human Torch lẫn Spider-Man cùng một lúc mà không hề tỏ ra sợ hãi. Trong rất nhiều vụ, nó đã dễ dàng thể hiện rằng bản thân có thể điềm nhiên băng qua ngọn lửa một cách dễ dàng mà không bị sao cả. Ví dụ như cách nó chịu được ngọn lửa của Firebug trong hai tập truyện Venom năm 2016, số thứ 2 và 3, rồi rất nhanh chóng phản công, giết chết đối thủ ngay lập tức. Dĩ nhiên, những thế hệ sau của Venom cũng thể hiện khả năng tương tự do được kế thừa từ nó những phiên bản symbiote thuộc kiểm soát của Nu thì khác biệt hoàn toàn bởi chúng mạnh hơn những con symbiote thông thường rất nhiều. Có vẻ âm thanh lớn lẫn ngọn lửa đều không còn khiến chúng sợ nữa nên dù có tập trung hỏa lực thì quân đội vẫn không thể đẩy lui chúng. Về cơ bản thì điểm yếu này không nằm trong số những điểm yếu được khẳng định của Venom nhưng theo những tình tiết trong truyện tranh, thực tế thì không chỉ Venom mà hầu hết các symbiote đều rất sợ thứ sức mạnh nguyên tố này đơn giản là năng lượng điện, xét, có thể tạo ra lượng nhiệt rất lớn, chưa kể, sấm xét còn có thể tạo ra âm thanh đủ để khiến các symbiote cảm thấy căng thẳng, kể cả Venom. Chuyện là vào thời Trung Cổ, khi con rồng symbiote Randall được nun phái xuống trái đất để xâm lược, nó đã đụng phải người bảo vệ khi đó là thần sấm Thor. Chỉ với một tia xét, Thor đã hạ gục Randall một cách dễ dàng, đồng thời vô tình cắt đứt toàn bộ sự liên kết tâm trí của nun với đám symbiote, khiến tất cả những vật ký sinh này khi đó rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi một cá thể Symbiote trưởng thành, chúng sẽ có khả năng chống chịu dạng năng lượng này ở một mức độ nhất định, nhưng các cá thể nhỏ thì khác, chúng rất dễ mất mạng nếu bị giật điện. Trong tập truyện Venom First Host số thứ 5, vật chủ đầu tiên của Venom là Telcar, từng nói rằng điện trong vũ khí của hắn hoàn toàn có thể giết chết Slipper, con chung của Venom và Eddie. Ngay sau đó, khi Venom cố liều mạng đỡ năng lượng điện từ thứ vũ khí đó, nó thật sự đã bị thương nặng. Khác với Peter Parker, Venom không cần sử dụng công cụ ngoài như máy bắn tơ nhân tạo do nó đã tự mô phỏng kỹ năng đó thành một dạng năng lượng đặc biệt riêng mình thông qua quá trình sao chép DNA của anh. Cụ thể, Venom có thể chuyển đổi vật chất cấu thành cơ thể nó thành các sợi lưới màu trắng hoặc đen giống như tơ nhện có thể bắn ra từ các mảng trắng trên mu bàn tay với áp suất cao ở khoảng cách lên đến 70 feet. Tuy nhiên, dạng tơ này có vấn đề, mặc dù có thể tự tái tạo nhưng nếu dùng quá nhiều thì vật chất của Venom sẽ bị thiếu hụt khiến nó trở nên suy yếu và cần có thời gian dài để bổ sung phần khối lượng cơ thể đã mất. Nếu điều này xảy ra trong lúc chiến đấu thì thật sự là một thảm họa, Lần đầu Peter thực sự đánh bại Venom cũng là do biết cách khai thác điểm yếu này khi anh khiến Venom buộc phải dùng lượng lớn vật chất cơ thể để tạo tơ. Ngoài ra, trong trường hợp những tơ hữu cơ này ở vị trí cách xa Venom, chúng cũng sẽ trở nên suy yếu về sức mạnh lẫn độ kết dính, khiến chúng có thể bị phá bỏ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điểm yếu này hiện tại cũng không còn rõ ràng, vì Venom có thể tạo ra một đôi cánh để bay như các con rồng symbiote, nghĩa là nó không cần thiết phải dùng tơ hữu cơ để di chuyển lòng vòng nữa. Loài symbiote rất cần adrenaline như một dạng dinh dưỡng để tồn tại. Để làm được điều đó, chúng sẽ buộc phải kích động vật chủ để làm nhiều vật không tốt, nhưng bù lại, nếu vật chủ ngày càng trở nên xấu xa thì tâm lý của chúng sẽ bị tha hóa theo, ngày càng trở nên thất thường, khát máu, mất đi lý trí và trở nên bất tuân với những vật chủ thân thiết với chúng. Trong trường hợp vật chủ bị thúc ép tới chết để thỏa mãn mong muốn thì đôi khi việc này sẽ không tốt cho chúng, bởi không phải khi nào cũng có thể kiếm được một vật chủ có độ tương thích cao. Tuy biết là loài sinh vật nguy hiểm, nhưng chính chúng cũng có những thiên địch trong tự nhiên, điển hình là Xenophage. Chúng là loài sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ hung dữ, thích ăn thịt và não người, nhưng khác ở chỗ là chúng đặc biệt thích não của các vật chủ Symbiote. Lý do là bởi chúng cần dopamine, mà nồng độ chất này trong não sẽ tỷ lệ thuận với thời gian mà vật chủ đó liên kết với Symbiote. Nhìn chung, nếu ở vũ trụ AVP có loài Yautia khoái săn Xenomorph thì Xenophage của vũ trụ Marvel lại khoái săn Symbiote. Đây là lý do mà chúng sở hữu khả năng cảm nhận dấu hiệu sự sống của Symbiote với độ chính xác cực kỳ cao dù ở khoảng cách xa. Nước bọt của chúng cũng tương tự như hợp chất thần kinh, có thể làm tăng hương vị khi ăn thịt Symbiote, đồng thời gây tê liệt hoặc thậm chí giết chết chúng. Thông thường thì các Symbiote đều có khả năng kháng độc và trung hòa, đào thải độc tố mạnh, nhưng chúng không đủ để chống độc dịch từ nước bọt xenophage bên cạnh đó chúng còn có khả năng biến hình ở cấp độ cao giúp chúng ngụy trang vào môi trường xung quanh phục kích con mồi hơn nữa phần khung xương của xenophage cũng đủ cứng để chống lại đa số những dạng vũ khí thông thường của nhân loại và cách giết hiệu quả nhất là đưa chất nổ vào bên trong cơ thể nó một loài thiên địch khác của Symbiote là Poison có nguồn gốc từ vũ trụ 17952 và xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện Venomverse. Khác với Xenophage, Poison có ngoại hình cực nhỏ và cực kỳ yếu đuối, nhưng bù lại thì nó lại có một khả năng, đó là đồng hóa Symbiote. Đầu tiên, Poison sẽ giả mạo người thân vật chủ của Symbiote để tiếp cận, sau đó thì chúng sẽ liên kết được với Symbiote đó rồi chiếm lấy vật chủ. Bằng cách này, Poison có thể có được toàn bộ sức mạnh, lẫn ký ức của vật chủ và symbiote đó, đồng thời loại bỏ toàn bộ điểm yếu như sợ lửa và âm thanh cao tần, do ý thức của symbiote sẽ bị tắt để nó nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Về lý thuyết, cơ thể của vật chủ vừa là cái vỏ, cũng vừa là nguồn dinh dưỡng để hoàn thành quá trình đồng hóa. Bằng cách này, Poison đã có thể chiếm giữ cơ thể của Peter Parker của vũ trụ 28242 nhằm chiến đấu với Venom của Earth 616. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đồng hóa rồi thì Poison sẽ không thể thực hiện liên kết với một vật chủ khác nữa. Nói cách khác, nếu ở trạng thái sau khi đồng hóa, Poison sẽ phải chiến đấu với đối thủ chứ không thể nào chiếm giữ hắn được. Bên cạnh đó, chủng loài này sẽ không thể tác động được với người thường không phải vật chủ của Symbiote, đồng thời sẽ không thể kiểm soát những vật chủ như nhỏ ngoại cảm mạnh như Jean Grey hoặc những kẻ bất ổn nặng về mặt tinh thần như Carnage, cụ thể hơn là Cletus Cassidy. Khác với những symbiote thông thường, Anti-Venom vốn là một symbiote không có ý thức riêng, được sinh ra khi tàn dư Venom trong cơ thể SD, được truyền năng lượng Life Force của Marlon Lee, rồi kết hợp với các tế bào bạch cầu của chính SD, nhờ vậy, anti venom vốn sở hữu khả năng chữa bệnh có thể thanh lọc hầu như mọi loại tạp chất như độc tố, virus gây bệnh và các nhân tố có thể gây hại khác như bức xạ. Về cơ bản, sức mạnh của anti venom cũng có thể coi là một hiện thân của sức mạnh kháng thể và nó có thể dùng để chống lại thậm chí là gây hại cho venom nói riêng lẫn đa số các symbiote khác nói chung. Và trên đây là danh sách những điểm yếu của venom và các symbiote. Nếu yêu thích video này, các bạn hãy like, share và subscribe để học những video tiếp theo của Deomio. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất sớm thôi.